Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để Tô Lâm bôi bẩn mặt. Tại hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý như thế nào? Tô Lâm nhiệt tình nghe theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng thật, nhưng vì lòng tham và thiếu sự khôn ngoan trên chính trường nên Tô Lâm đã để lại vô vàn vết nhơ. Nói đến Tô Lâm thì ít ai có thể không nói đến những scandal tầm cỡ quốc tế. Thế giới nhìn vào thấy ông ta chẳng khác nào là một tay trùm băng đảng xã hội đen. Thành phần xã hội đen thường rất thích ra oai, khoe mẽ sự giàu có và quyền uy. Cái quyền uy ấy là hành động vi phạm pháp luật như bắt cóc, bảo kê, đe dọa và tấn công giết hại người già giữa đêm khuya. Vào năm ngoái, ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh phải nói là rất đáng xấu hổ. Đó chính là bữa ăn đầy tính chất chọc phú. Ông Tô Lâm muốn thị uy với đồng tiền hơn là muốn thưởng thức những món ăn ngon, hảo hạng như những người sảnh ăn. Ai cũng biết vàng chỉ là một thứ kim loại, ăn vàng chẳng khác nào và cũng chẳng có giá trị gì về mặt dinh dưỡng ngoài sự khoe mẽ là mình giàu có. Và việc ông Tô Lâm há mồm đớp miếng thịt bò rát vàng ở London cho thấy bản chất chọc phú nơi con người của ông bộ trưởng này. Đây là cách chơi ngông lấy tiếng, kiểu giống như những kẻ kiếm tiền không phải bằng con đường chân chính. Cách dùng đồng tiền như thế là sự lãng phí và không bao giờ giành được thiện cảm của xã hội. Ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh cực xấu cho ông Nguyễn Phú Trọng và cho Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời của ông ta. Đây là một hình ảnh cực xấu của ông Tô Lâm. Ngoài chuyện ăn uống khoe của, ông Tô Lâm còn để lại thế giới thấy mình là hình ảnh của côn đồ thích loạn chuyện phi pháp. Không ai đại diện cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam tốt cho bằng ông Bộ trưởng Bộ Công an. Chính ông ta đem quân sang châu Âu, chỉ đạo việc bắt cóc và chở người về nước. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, trong mắt của bạn bè quốc tế, không khác nào một băng cướp cả. Ý tưởng bắt cóc đương nhiên là của ông Trọng. Tuy nhiên, trong cách thực hiện thì ông Tô Lâm rất vụng về để mọi chuyện đổ bể, làm cho dư luận quốc tế lên án và quan trọng nhất, ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia đang bị bắt tại quốc gia này có nguy cơ thì ông Tô Lâm cũng bị đưa lên trên trang thông tin truy nã của Interpol là hoàn toàn có thể khi ông ta khai ra. Khi đó, bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam lại lộ nguyên hình là đảng cướp, ông Trọng sẽ nghĩ sao trong thời gian tới? Cái sai lầm của ông Trọng là đi dùng một con người non về chính trị, tham lam, hung hăng nhưng thiếu khôn ngoan như ông Tô Lâm làm công cụ đắc lực. Hầu hết những việc làm của ông Tô Lâm đều để lại tai tiếng, những tai tiếng mà các lời bộ trưởng Bộ Công an khác không hề có. Bên cạnh đó có những vụ đồng tâm cũng kinh hoàng. Đây là hình ảnh đáng xấu hổ của ông Tô Lâm. Khôn ba năm dại một giờ, câu nói ấy rất có thể vận vào ngày ông Nguyễn Phú Trọng khi mà ông không nhận ra mối nguy hiểm khi dùng Tô Lâm như là cánh tay phải để xử lý những vấn đề gai góc. Ông Trọng đang rất muốn xây dựng hình ảnh cá nhân như là một minh quân cho xã hội Việt Nam và cho cả thế giới. Tuy nhiên, với việc dùng ông Tô Lâm như một cánh tay phải thì cho thấy đây hiểm họa là hơn là hữu ích. Cho tới nay, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng đối với bạn bè quốc tế đã làm cho ông Tô Lâm không có gì phải tự hào vì chính ông ta đã phá nát điều đó. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng khôn ngoan, ông cần cho Tô Lâm về hưu sớm như là sự cứu vãn danh dự thì tốt hơn. Nếu cứ để Tô Lâm tại vị mà sau đó ở Slovakia và Interpol trên toàn cầu ra lệnh truy nã Tô Lâm thì nhục nhã lắm. Trong Bộ Công an hiện nay không ít nhân vật mới đang nổi lên như muốn chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng rất cần thay máu ở vị trí người đứng đầu của bộ máy này và hiệu quả chắc chắn sẽ không kém mà tai tiếng thì lại ít hơn nhiều. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không nên để con người như Tô Lâm sát cánh bên mình. Trong Bộ Công an hiện nay đang nổi lên ít nhất hai nhân vật. Một nhân vật đang muốn chiếm lĩnh các phương tiện truyền thông đánh bóng tên tuổi. Ấy là ông Tô Ân Sô. Và nhân vật thứ nhì không ai khác chính là em trai của ông cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời là cựu Chủ tịch nước. Đấy chính là ông Trần Quốc Tỏ. Em trai ông Trần Đại Quang. Ông Tỏ trong thời gian vừa qua cũng đã có những bước thăng tiến rất nhanh. Ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều giải pháp không nhất thiết phải dùng tiếp tục nhân vật tai tiếng Tô Lâm. Điều này chẳng mang lại danh tiếng gì cho ông Trọng cả. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xử lý Tô Lâm hay không thì
Hội nghị Trung ương lần thứ 5 tới đây sẽ cho biết điều đó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bình Thuận có biến, ông Trọng xô quân, sự hàng loạt quan chức cấp cao. Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng đang gấp rút cho thanh lọc nhân sự khắp mọi miền của đất nước. Ngoài những quan chức cấp cao ở Trung ương và các tỉnh dính đến các vụ án của công ty Việt Á lần lượt đưa ra xử lý, thì những quan chức địa phương có dính dáng đến đất đai đều bị xử lý rất mạnh. Biết rằng xử lý ông quan chức này thì lại có ông quan chức khác trồi lên tham nhũng đủ kiểu. Tuy nhiên, vì thành tích đốt lò, rêu danh sử sách của Đảng Cộng sản, nên ông Trọng làm rất mạnh tay. Đây được xem như di sản của ông để lại trước khi ông rời chiếc ghế Tổng Bí Thư. Thực tế thì nền kinh tế Việt Nam đang nát bét bởi sự lộng hành của những gian thương và quan chức biến chất. Không thể bắt hết mọi quan chức, cũng như không thể bắt hết mọi người đứng đầu của doanh nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam không thể sửa chữa được nữa, mà chỉ có thể cắt một vài ung nhọt để trấn an lòng dân là chủ yếu. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho người dân Việt Nam phấn khởi, mặc dù người dân thấp cổ bé họng, không được hoàn trả thiệt hại và đất nước Việt Nam không khởi sắc được. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người đang cho đốt lò rất mạnh. Sau khi cho bắt hàng loạt quan chức liên quan đến vụ công ty Việt Á, thì nay ông Nguyễn Phú Trọng xua quân vào Bình Thuận cho xử hai cựu quan chức đứng đầu của tỉnh này. Vào ngày 26 tháng 4, báo chí đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2021. Theo danh sách, có 10 nhân vật lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này bị dính kỷ luật. Tuy nhiên, điều đáng nói là hai cựu bí thư tỉnh ủy Bình Thuận đều bị dính phốt. Đích thân, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì các cá nhân và tổ chức đảng cấp tỉnh của Bình Thuận bị đưa vào tầm ngắm hàng loạt. Đây là hình ảnh thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đảng viên của mình lên thớt. Bộ Chính trị đã kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2020, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất và thực hiện một số dự án để một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố bắt tạm giam. Đáng nói là ông Huỳnh Văn Tý, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2005-2015, là người kế nhiệm của ông Tý là ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số kết luận của Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương quy hoạch chi tiết và phương pháp cách thức xác định giá đất khu vực dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật. Hai ông này đã bị vi phạm kỷ luật với hình thức là khiển trách. Theo bản kết luận thì ông Huỳnh Văn Tý, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tiến Phương, Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh kéo dài, ảnh hưởng xấu uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Vi phạm của các ông bao gồm Võ Tấn Thái, Lê Văn Rẽ, Diệp Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng ở đây. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ bị kỷ luật cảnh cáo mà thôi, trong khi số tiền thất thoát của ngân sách lên tới hàng ngàn tỷ đồng, đó chính là tiền thuế và tiền của nhân dân Việt Nam bị mất đi. Đây là hình ảnh ông Huỳnh Văn Tý và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước này bằng vũ lực chứ chẳng có uy tín nào cả. Ngay trong tư duy chính quyền này cũng suy nghĩ rằng rất bất công rằng
chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi, dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tức là chính quyền họ xem luật pháp để cai trị người dân chứ không phải cai trị quan. Việc ông Nguyễn Phú Trọng lôi hàng loạt quan chức ra xử đã thấy không phải là sự nghiêm minh của luật pháp như nhiều người nghĩ, mà đó chỉ là thanh trừng trong đảng mà thôi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan có thẩm quyền cao nhất khi xem xét xử lý, và những quyết định này còn lớn hơn cả pháp luật. Có lẽ từ nay cho đến khi cái lò của ông Trọng không còn cháy nữa, thì hầu hết Trung ương Đảng đều là thân hữu của ông Trọng.